Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Sinh Vật Authentic và em là Long Time. Hôm nay thì em đang có đây một chiếc lồng chim rất là đẹp mà bất cứ những quý ông nào cũng không thể cưỡng lại được cái vẻ đẹp và hấp dẫn của nó. Mời anh em xem video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì em sẽ có một chiếc đồng hồ quan sử dụng. Tình trạng hộp vẫn còn rất là đẹp anh em nhé. Và nếu lần đầu anh em xem video thì bên em là Sinh Vật Authentic, chuyên mua bán trao đổi đổi đồng hồ cũ lấy đồng hồ mới luôn cho anh em. Cam kết hàng chính hãng 100%. Thế là nếu anh em quan tâm những cái sản phẩm đồng hồ tuyệt vời như này, hãy bấm đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm cái chuông và kết bạn Zalo với em với số điện thoại hiển thị trên màn hình nhé, 0973 816 172. Ok, chúng ta sẽ đến luôn cái sản phẩm ngày hôm nay. Một cái chiếc và tình trạng của nó là siêu lướt và thật sự là rất là đẹp. Đây, em sẽ cho anh em xem. Chúng ta vẫn sẽ có đủ đầy đủ phụ kiện của hãng để anh em chơi. Đó, như một chiếc đồng hồ mới luôn. Đây, đây chính là cuốn sổ của LG, rất là đẹp anh em nhìn. Logo của các cái thời kỳ của LG được làm nổi, rất là tinh tế ở đây. Lúc nào cầm cái cuốn sổ này nó cũng sẽ mang cho chúng ta một cái cảm giác rất là cao cấp, sang trọng mà một cái thương hiệu lâu đời đến từ Thụy Sĩ như là LG. Ok, ở phía trong chúng ta sẽ có một cái hộp bốc da đến từ LG anh em nhé. Và bây giờ em sẽ mở nó ra. Đó, để chúng ta sẽ đến ngay cái sản phẩm tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ nhỏ Customer Service. Đây, đây là cái cuốn mà hướng dẫn bảo hành của LG. Đó, cảm ơn đã mua này. Đó, và một số thông tin. Đây, cái địa điểm bảo hành. Ok anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái sản phẩm ngày hôm nay thôi. Giới thiệu anh em, đây là một chiếc rất là đẹp. Như đầu video em đã giới thiệu đấy, thì bất cứ một quý ông nào cũng không thể cưỡng lại được cái vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc này. Và em về một chiếc này với cái tình trạng siêu lướt anh em nhé. Anh em có thể xem này. Ngoài một số vết vân tay của em cầm trên này ra thì nó phải nói là chiếc này đẹp 98% thật sự. Và với một cái mức giá rất là tốt để anh em sở hữu một chiếc Longines tuyệt vời như thế này thì chắc chắn là anh em nên sở hữu nhé. Longines Master là cái sản phẩm trong phân khúc đầu bảng của Longines. Nếu như chia sẻ của CEO của Longines vào năm 2021 thì cái dòng Master này chiếm tới 3% doanh số của Longines. Và thật sự là nó rất là nổi tiếng. Đó, Longines Master thì phù hợp với những doanh nhân thành đạt và phù hợp với rất là nhiều trang phục. Nó trong bộ cái sưu tập Master này thì hướng đến cái sự vừa thanh lịch vừa năng động, nhưng mà hướng nhiều hơn đến cái sự thanh lịch anh em nhé. Đó, phù hợp với những cái trang phục như là thanh lịch công sở này, rồi những cái trang phục lễ phục phù hợp cho những cái buổi rất là quan trọng. Đó, thì anh em đeo chiếc này trên tay thì rất là tuyệt vời. Em đang có đây một chiếc size 38,5mm, cái phối màu đờ mi rất là tuyệt. Và chúng ta sẽ có một cái đờ mi này vàng 18K anh em nhé, màu lên rất là đẹp ạ. Và cái phần chỉ vàng ở trên dây này chúng ta sẽ được bọc vàng rất dày anh em nhé. Đó, cái phần bọc vàng này ấy, thì nó sẽ giữ được màu rất là lâu khi mà anh em sử dụng những cái option rất là cao cấp trên một chiếc Longines. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về dial ở chiếc này. Phía ngoài chúng ta vẫn sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối em nhé, rất là đẹp, rất là trong trẻo. Tuy nhiên nó cũng đủ độ cứng để bảo vệ cái dial của chúng ta, cái vẻ đẹp của dial trong thời gian rất là lâu khi mà anh em sử dụng. Anh em có thể thấy là đây là một cái chiếc dial được làm rất là tinh tế tỉ mỉ. Tuy là nó đơn giản, tuy nhiên lại là để mà tạo ra một cái dial đơn giản như này thì cần những cái kỹ nghệ phức tạp đến từ một cái thương hiệu lâu đời như là Longines. Anh em thấy không? Tất cả cái chi tiết được hoàn thiện, phải nói là điểm 10 có chất lượng. Và anh nghĩ là trong cái phần phân khúc giá này thì không có thương hiệu nào đáng chơi, đáng trải nghiệm hơn là Longines. Từ thương hiệu đến thiết kế đến bộ máy ổn định và rất là chính xác. Chúng ta sẽ có logo của Longines, đồng hồ hợp cát có cánh ở góc 12 giờ. Đây, khi mà em rút núm ra thì chức năng Hicking Stop sẽ hoạt động và chúng ta sẽ chỉnh giờ này, múi giờ đẹp để anh em quan sát kỹ hơn về dial ở trước này. Đó, bộ kim lá có cái tỷ lệ tuyệt vời, rất là đẹp.
Nên anh em có thể thấy là một cái sự độ đẹp nó hài hòa giữa cái phần thiết kế kim cọc số và cái nền dial trắng sứ rất là đẹp tuyệt vời. Các dial, các cái cọc số là cọc số vạch em nhé, tạo ra cái vẻ rất là phóng khoáng nhưng mà cũng rất là sang trọng. Đó, chúng ta có ô lịch lập góc 6 giờ, dòng chữ automatic và circuit made. Tất nhiên rồi, một cái sản phẩm đến từ Thụy Sĩ thì không thể thiếu được cái chứng nhận circuit made này. Anh em thấy không ạ? Siêu đẹp luôn. Và để có một chiếc đồng hồ đẳng cấp thì ngoài việc thiết kế đẹp, chúng ta sẽ phải có một cái bộ máy tuyệt vời nữa. Và ở phía sau này chúng ta có vài thông tin nữa đến từ hãng như là The Long Jin Master Collection này, bộ sưu tập của nó. Ở những mã đầu tiên L2.628.5, đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép đúc đặc không gì, ở kính sapphire hai mặt anh em nhé, và ở Swiss made này, chống nước ở 30m. Ở phía sau này chúng ta có thể quan sát được cái độ tuyệt vời của bộ máy L619.2 mà Longines đã cải tiến và phát triển từ bộ máy ETA 2892 đó, đến từ nhà sản xuất ETA phiên bản máy top grade. Và anh em có thể thấy là bộ máy này rất là đẹp, rất là cao cấp, được đánh vân sớ tỉ mỉ tinh tế trên từng cái sớ máy luôn anh em nhé. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 21 chân kính, hoạt động trên tần số dao động là 28.800 VPH. Đây, anh em có thể xem là balance wheel đang hoạt động rất là bền bỉ, tinh tế, đầy đủ chuyện của ETA anh em nhé. Đó, và thời gian trực cốt lên đến 42 giờ, quá là tuyệt vời. Đó, độ mới của dây này rất là mới, rất là đẹp, khóa chống gập. Đó, rất là tiện dụng với anh em nào sử dụng văn phòng, và nó rất là gọn, rất là dễ sử dụng. Logo của Longines rất là đẹp. Đó là toàn bộ những gì thông tin của chiếc này. Và bây giờ thì em sẽ lên tay cho anh em xem. Và mọi thông số đều trở nên vô nghĩa nếu như mà cái cảm giác lên tay của nó không tốt, đúng không ạ? Đây, với một chiếc như này phối hợp với cả một chiếc áo sơ mi này, quá là đẹp, quá là tuyệt vời. Đó, em thấy không? Cái phiên bản là số Arabic thì em đã giới thiệu với anh em khá là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là cái phân bản cọc vạch này nó thật sự là gây choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp và cái sự thanh lịch phóng khoáng của nó. Bộ dây trên tay thì thực sự là êm anh em nhé, dây mắt to tuy nhiên hoàn thiện tốt, đeo trên tay cực kỳ là êm ái. Độ mỏng của chiếc này chỉ là 9,5mm thôi, fit với những trang phục áo semi quá là tuyệt vời. Tất nhiên rồi, một chiếc như này thì hãng bán rất là cao, giá mới anh em nhé, gần 70 triệu cho một chiếc Longines Master như thế này. Tuy nhiên em đã có một chiếc 98% qua sử dụng lướt, cam kết hàng chính hãng 100%, đền gấp đôi giá trị nếu anh em phát hiện hàng fake, và sẽ có thể đi cùng với anh em để thẩm định bất cứ những trung tâm nào anh em tin tưởng. Đó, em đang giao liên lại với anh em một chiếc này với mức giá là 39.500.000, có bảo hành 2 năm, cũng hỗ trợ bảo hành trọn đời nhé. Và bên em cũng sẽ luôn hỗ trợ anh em check phân biệt hàng thật giả. Nếu anh em liên hệ với em với số Zalo là 0973 816172, hoặc số hotline là 0828 915222 nhé. Nếu anh em quan tâm những cái sản phẩm như thế này và em sẽ tiếp tục về rất nhiều những cái sản phẩm ngon bổ rẻ đẹp hơn nữa, hãy bấm đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm vào cái chuông và kết bạn Zalo với em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.